Bây giờ là mẹ nằm viện bao nhiêu ngày rồi? Dạ. Có nhớ không? Dạ, không nhớ. Thế là mẹ nằm viện lâu chưa? Dạ, lâu ạ. Lâu rồi à? Mẹ đi từ bữa nào? Dạ, mẹ đi từ thứ ba. Đi từ thứ ba? Dạ. Thế thì tới tận ngày hôm nay cũng phải chục ngày rồi đúng không? Thứ dạ. ba tuần trước đúng không? Dạ. Vậy là từ cái lúc mà chú lên chú trao tiền là ngày hôm sau là mẹ đi luôn đúng không? Dạ. Ba đưa mẹ đi. Dạ. Thế bây giờ là con có lên thăm mẹ lần nào chưa? Dạ chưa. Thế tình hình sức khỏe của mẹ con sao rồi? Dạ con không biết. Con không biết à? Dạ. Thế bây giờ con có gọi điện nói chuyện với bố hay với mẹ không? Dạ con chỉ nói chuyện với bố. Nói chuyện với bố. Dạ. Nhưng mà bố có nói là sức khỏe của mẹ con thế nào không? Dạ không. Không nói à? Dạ. Ngày hôm nay chú tính lên trên này là chú thăm hai con để xem bữa giờ hai con như thế nào á. Sau này chú đi lên chú thăm mẹ của con. Thế thì hai chị em có muốn đi lên thăm mẹ không? Có. Thế con có đi lên thăm mẹ cùng con chú không? Con ở nhà chăm em. Con phải ở nhà chăm em à? Dạ. Thế là con không đi được đúng không? Dạ. Thế hai cách có đi không? Có. Đi lên thăm mẹ cùng chú đúng không? Dạ. Sức khỏe của chị có đỡ hơn nhiều không anh? Ừ. Tại vì chú con này cũng đỡ hơn xíu rồi so với trước, nhưng mà tình trạng ăn uống bà ăn thì cứ ăn cái gì cũng cứ là mắc khói. Anh đang cho ăn cháo à? Dạ, cháo trắng. Sao lại ăn cháo trắng? Tại vì không biết sao bà ăn cứ ăn cháo thịt thì bà tôi ăn được chít rồi mắc khói, rồi mua cũng kêu ăn phở bò rồi ăn được một chút rồi là bỏ à. Cậu bé nhớ mẹ của cậu bé thì nãy giờ nói chuyện cùng với mẹ này cả nhà. Để trọng nói chuyện cùng với chị xem sao. Em chào chị Thiêu nhá. Sức khỏe chị đỡ hơn chưa? Mới chuyển qua phòng này à? Xin chào tất cả mọi người. Mình là Trọng đây. Ngày hôm nay thì Trọng rất vui vì đã gặp lại tất cả khán giả ở trong cái video này. Hôm nay Trọng sẽ chia sẻ lên cho tất cả khán giả xem một cái video về một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt, để Trọng nhắc lại cho khán giả nhớ. Cách đây nửa tháng về trước thì Trọng có chia sẻ nhiều video về cái hoàn cảnh người phụ nữ mới sanh em bé, nhưng mà từ ngày sinh em bé xong rồi bị liệt, rồi đứa bé cũng bị bệnh luôn đó cả nhà. Nói về hoàn cảnh của gia đình này, chắc là tất cả khán giả đang xem video ở đây thì ai cũng biết rồi. Hoàn cảnh rất là đáng thương luôn. Cả hai mẹ con đều bị bệnh nha cả nhà. Cái điều đặc biệt là cách đây 10 ngày Trọng có lên Trọng thăm và Trọng trao cho gia đình cái số tiền là gần 50 triệu. Số tiền của Mạnh Thường Quân xem video và thấy thương gia đình này á, rồi Mạnh Thường Quân gửi giúp cho gia đình này. Trọng trao là gần 50 triệu. Từ cái ngày mà Trọng trao tiền á, là hai vợ chồng này đi lên trên bệnh viện ở trên Đà Lạt để điều trị cái căn bệnh của chị này luôn. Chị này sinh em bé xong rồi chị bị liệt và nhiều bệnh khác nữa. Thì từ bữa tới giờ là gần 10 ngày cái hoàn cảnh này đi lên trên bệnh viện rồi. Cũng có nhiều khán giả hỏi Trọng là không biết cái hoàn cảnh này là bữa giờ điều trị là liệu là không biết là chị này là chị có hồi phục lại được không? Sau này chị có đi đứng được không á? Thì Trọng bữa giờ là Trọng cũng gọi lên Trọng hỏi thăm, nhưng mà cũng không biết là cái kết quả chính xác là như thế nào. Tại vì bây giờ lên trên viện 10 ngày nhưng mà chị đấy lại bị một cái bệnh khác nữa. Chị phải nằm bên cái khoa hồi sức hình như là cả một tuần luôn đó cả nhà. Mấy bữa nay thì chị mới được ra bên ngoài. Thành ra là Trọng lên Trọng thăm luôn để xem là tình hình bệnh của chị đó như thế nào, rồi liệu là sau này là chị có đi đứng được, quay trở về như ngày xưa hay là không. Để Trọng lên Trọng thăm rồi Trọng cập nhật rồi chia sẻ cho tất cả khán giả cùng xem. Thôi bây giờ Trọng không có nói nhiều nữa nhá. Trọng sẽ lên trên Trọng thăm rồi Trọng chia sẻ cho cả nhà cùng xem. Với lại là tiện thể là tiện đường Trọng đi lên trên Đà Lạt thăm cái chị này. Thì Trọng đi ngang qua nhà của cái chị này luôn, nên là tiện thể là Trọng ghé vô Trọng thăm luôn, xem là hai đứa con của chị bữa giờ ba mẹ đi chữa bệnh thì hai đứa con ở nhà không biết là sống như thế nào. Vừa Trọng hỏi hai bé xem là hai bé có đi cùng với Trọng lên thăm ba mẹ của bé không. Mời cả nhà tiếp tục xem cái video này nhé. Chào tất cả mọi người. Thì bây giờ là Trọng đã đi tới nhà của hoàn cảnh này rồi nhé cả nhà.
tiện đường Trọng đi ngang qua, Trọng đi lên trên bệnh viện Đà Lạt á, Trọng thăm cái chị Ca Thiêu này. Thì Trọng biết á, là bữa giờ là hai vợ chồng của chị đấy là đang ở trên bệnh viện cũng phải cỡ gần chục ngày rồi ấy cả nhà. Nên là ở nhà thì có hai đứa con của cái đứa bé tên là Ha Cách với cả người chị, hai đứa nhỏ đang ở nhà. Nên là Trọng tiện thể Trọng ghé vô xem là những ngày vừa qua thì ba mẹ đi bệnh viện thì mấy đứa nhỏ nó ở nhà như thế nào á. Để Trọng xem là có hai đứa nhỏ nó có nhớ mẹ không. Rồi Trọng hỏi xem là có đứa nào đi thì Trọng cho hai đứa nhỏ lên thăm ba với mẹ luôn. Thì bây giờ là Trọng vào trong nhà luôn nhá cả nhà nhá. Mời cả nhà xem cái video này. Đây cả nhà, vẫn là hình dáng ngôi nhà nhỏ quen thuộc. Trọng đã vào đây lần này là lần thứ tư cả nhà. Để Trọng xem nào. À, chào con. Con đang làm gì đây? Đang học bài á? Cho chú gài cái này nhá. Ừ, nay con có đi học không? Dạ, có. Con học buổi sáng. Học buổi sáng à? Bây giờ là đang viết bài. Đâu viết chú xem nào. Nay con ở nhà với ai? Con ở nhà với chị. Ở nhà với chị à? Đây là bài tập về nhà của con đây à? Con học lớp mấy đây? Con học lớp 3. Lớp 3. Con học buổi sáng, rồi buổi chiều là con làm bài. Đâu, ra đây chú Trọng hỏi thăm tí này. Bữa giờ là mẹ nằm viện bao nhiêu ngày rồi? Dạ. Con nhớ không? Dạ, không nhớ. Thế là mẹ nằm viện lâu chưa? Dạ, lâu ạ. Lâu rồi à? Mẹ đi từ bữa nào? Dạ, mẹ đi từ thứ ba. Đi từ thứ ba. Thế tới tận ngày hôm nay cũng phải chục ngày rồi đúng không? Thứ ba tuần trước đúng không? Dạ. Vậy là từ cái lúc mà chú lên chú trao tiền là ngày hôm sau là mẹ đi luôn đúng không? Dạ. Ba đưa mẹ đi. Dạ. Thế bữa giờ là con có lên thăm mẹ lần nào chưa? Dạ chưa. Thế tình hình sức khỏe của mẹ con sao rồi? Dạ, con không biết. Con không biết à? Dạ. Thế bây giờ con có gọi điện nói chuyện với bố hay với mẹ không? Dạ, con chỉ nói chuyện với bố. Nói chuyện với bố? Dạ. Nhưng mà bố có nói là sức khỏe của mẹ con thế nào không? Dạ, không. Không nói à? Dạ. Thế con nói chuyện với bố nhưng mà không nói chuyện với mẹ? Dạ. Thành ra là con cũng không biết luôn. Dạ. Thì ngày hôm nay là chú đang tính đi lên trên này, chú đi thăm mẹ của con. Nên là chú ghé ngang qua thì chú vào để chú xem là hai đứa con bữa giờ ở nhà thế nào. Thế là bữa giờ con ở nhà với ai? Con ở nhà với chị. Ở nhà với chị? Dạ. Còn nhà bà ngoại của con ở bên trên đấy thì chắc là bà ngoại hay đi xuống cùng tụi con đúng không? Dạ. Đâu, con quay người qua đây để chú Trọng nói chuyện nào. Thế bây giờ là chị có nhà không? Dạ có. Em bé của con đâu rồi? Dạ. Con với chị. Đâu rồi? Dạ với chị. Đâu rồi? Có nhà không? Có. Đâu, con kêu chị của con lên đây chú nói chuyện nào. Để Trọng kêu bé, kêu chị gái của bé lên cả nhà. Đây. Bé lên này này cả nhà. Ừ, chào con. Con đang làm gì đây? Con làm bế em. Bế em hả? Dạ. Đây rồi cả nhà. Thì đứa bé con nhỏ này. Bây giờ hai chị em ở nhà. Thế thì ba với mẹ đi lâu chưa? Lâu. Lâu rồi. Dạ. Con ăn, hai đứa ăn cơm chưa? Chưa. Con ăn rồi. Dạ. Còn em thì chưa. Con mới đi học về mà đúng không? Dạ. Chiều con có phải học không? Dạ không. Chiều không phải đi học đúng không? Thế thì hai chị em bữa giờ ở nhà thì ai nấu cơm? Chị. Con nấu cơm à? Dạ. Chuẩn nấu cơm cho em đi học về em ăn đúng không? Dạ. Bữa giờ con có nói chuyện với ba với mẹ không? Dạ có. Thế thì tình hình sức khỏe của mẹ con như thế nào con có biết không? Biết. Không biết à? Dạ. Ba có nói không? Ba có nói là mẹ có đỡ hay là chưa không? Cũng nói mẹ đã đỡ rồi. Ba cũng nói là mẹ đã đỡ. Dạ. Hôm bữa là ba đi khám, ba có đem em bé theo để khám không? Dạ có. Nhưng mà em bé về trước à? Dạ. Em bé về trước còn mẹ thì nằm ở lại. Dạ. Bây giờ chú tính là ngày hôm nay chú lên trên này chú thăm.
để chú xem. Em bé bị con bế cao cao lên một tí, em bé bị chảy nước mũi kìa. Ngày hôm nay chú tính lên trên này là chú thăm hai con để xem bữa giờ hai con như thế nào á. Yeah. Sau này chú đi lên chú thăm mẹ của con. Thế thì hai chị em có muốn đi lên thăm mẹ không? Có. Thế con có đi lên thăm mẹ cùng con chú không? Ở nhà chăm em. Ở nhà chung em à? Dạ. Yeah. Bà ngoại có nhà không? Dạ có. Thì nếu mà con muốn đi cùng chú thì gửi em cho bà ngoại. Nhưng mà con có đi ô tô có say xe không? Không. Nhưng mà con có muốn lên thăm mẹ không? Dạ con lên thăm, con ở nhà chăm em. Con phải ở nhà chăm em à? Dạ. Thế là con không đi được đúng không? Dạ. Thế hai cách có đi không? Ờ. Đi lên thăm mẹ cùng chú đúng không? Dạ. Đâu hai chị em ngồi vào đi để chú nói chuyện với bố con một tí. Hai cách ngồi bên này. Con ngồi bên này. Con ngồi xích qua bên. Để Trọng lấy cái ghế, Trọng ngồi cái đã cả nhà. Tại vì ngày hôm qua thì Trọng cũng gọi điện cho bố của hai đứa nhỏ này. Thì Trọng nói là ngày hôm nay Trọng lên Trọng thăm, nhưng mà Trọng vẫn chưa nói là sẽ cho hai bé này đi lên thăm cùng với cả nhà. Tại vì sáng trong lúc chạy ở trên đường á, thì Trọng mới chợt nghĩ ra là bữa giờ hai đứa nhỏ là ở nhà một mình á, ba mẹ thì đi chữa bệnh, hai đứa nhỏ ở nhà một mình, nên là Trọng ghé vào Trọng thăm xem là cuộc sống của hai bé ổn không, rồi để Trọng rủ xem hai bé có đi không. Để chú gọi cho bố con nhá, để hỏi xem bố con có cho tụi con đi không đã nhá. Nếu mà bố cho con đi thì chú sẽ chở con đi cùng luôn. Dạ. Con có muốn đi không? Dạ có. Có say xe không? Dạ. Con có bị say xe ô tô không ạ? Dạ không. Không đúng không? Nhưng mà muốn đi đúng không? Dạ. Nhưng mà chú hỏi này, thế bây giờ con nhớ mẹ không? Dạ có. Nhớ nhiều không? Dạ có. Nhưng mà chưa được thăm lần nào? Dạ. Chiều nay là không phải đi học? Dạ. Rồi. Ok, thế thì để chú gọi cho bố của con nhá. Xem bố của con cho con lên thì chú sẽ chở con lên. Tại vì chiều nay thì bé cũng không phải đi học hết cả nhà. Để Trọng thử gọi xem sao. Bố con tên gì nhỉ? Hà Cương. Hà Cương. Trọng đang gọi cả nhà. Em nghe. Anh Cương à? Dạ. Ừ, em Trọng này, anh Cương ơi, em đang ở nhà của anh này. Dạ. Ừ, em ngày hôm qua em nói với anh á là bữa nay em tính em lên thăm xem tình hình sức khỏe của vợ anh như nào á. Dạ. À đúng rồi, tiện thể anh em mình đang nói chuyện điện thoại thì tình hình sức khỏe bữa giờ của vợ anh như nào anh cho em biết với. Dạ, tình hình hồi trưa từ hồi gần tình hình bây giờ hồi mới đi khám á, bác rất là kể tại vì đáng lẽ ra là hồi mới đi khám là em tính đi khám chỉ chụp lý trị liệu cho bà thôi. Khi mà phòng cấp cứu họ khám họ thấy bà bị tụt huyết áp quá trời á, xong rồi bà được chuyển vô cái phòng hồi sức á. Thì mới được, cũng được một tuần đây là mới hôm qua bà được chuyển vô cái khoa để thấy bà cũng thấy là khoa đỡ hơn một chút. Đỡ hơn mấy ngày trước đúng không? Dạ. Ừ, thì anh em mình nói chuyện qua điện thoại miêu tả thì em cũng không có hình dung ra được. Để xíu nữa rồi em lên em thăm trực tiếp ha, rồi em chia sẻ cho khán giả các cô chú Mạnh Thường Quân cùng xem. Ý là bây giờ tình hình thế này, em vào em thăm thì hai đứa nhỏ của anh á, bữa giờ hai chị em ở nhà một mình đúng không? Dạ. Thì em có nói chuyện với thằng con út của anh á, quên, thằng cu mà Hà Cách đúng không? Thằng cu mập mập á, thì em nói chuyện nó kêu là nó nhớ mẹ á. Bé kêu là bé nhớ mẹ rồi, bữa giờ không được lên thăm không biết mẹ như nào á. Bé kêu là muốn đi cùng với em đi lên thăm mẹ của bé. Anh thấy thế nào? Anh có cho bé đi không? Dạ, tại vì nếu mà nó muốn đi, tại vì lâu nay nó cũng không được vô thăm, tại vì khoa hồi sức từ hồi trước á, nó cũng rất muốn đi gọi điện kêu gì nó điện một cái báo là cho đi thăm mẹ mà em không cho, tại vì sợ tại khoa hồi sức của lây bệnh, sợ lây bệnh nhân không cho nó đi. Bây giờ chuyển được khoa rồi, đang nếu mà nó đòi đi thì anh chồng cho đi tốt rồi.
À, ý là nếu mà giờ mà đi, nếu mà anh cho bé đi thì em cho bé đi chung xe với em luôn. Thì em lên em thăm thì bé đi cùng em luôn, rồi đến chiều em về thì chở bé về đến tận nhà luôn. Dạ rồi 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 dạ cảm ơn anh nhé. Trời Ừ, trời rồi. tại vì nó cũng rất nhớ mẹ nó. Vâng. Rồi thế nhá anh nhá, để em nói chuyện cùng với bé rồi có gì xí nữa rồi em lên thăm anh nhá. Dạ. Rồi rồi, ok, chào anh. À, nãy giờ là Trọng nói chuyện cùng với ba của hai bé này cả nhà. Thì nay chú nói chuyện với ba con rồi đó. Thì ba con kêu là nếu mà con muốn đi thăm mẹ thì đi cùng với chú luôn. Xong rồi đến chiều chú về rồi chú chở con về. Nghe chưa? Thế thì con ăn cơm chưa? Chưa ăn đúng không? Có đói bụng không? Có. À, thế thì xíu nữa rồi đi ra ngoài rồi chú cháu mình ăn cơm luôn nhá. Thế thì bé bây giờ ở nhà bế em nhá. Chú với cả em của con đi lên thăm mẹ của con. Nếu mà bà ngoại mà có hỏi thì kêu là chú Trọng với cả em của con là đi lên thăm mẹ rồi, có nói chuyện với bố của con rồi nhá. Ý là nếu mà bà ngoại có hỏi thì con nói vậy cho bà ngoại đỡ lo á. Tại vì đi thăm chắc tới tận chiều tối mới về tới nhà đấy. Thành ra là sợ bà ngoại là sợ em là đi chơi chỗ này chỗ kia rồi lại không thấy về. Nên là bà có hỏi thì con cứ kêu là bố với cả chú Trọng nói chuyện là cho bé này đi thăm rồi. Hiểu chưa? Đi, bây giờ con đi cùng chú. Thì con có chuẩn bị đồ đạc gì không hay là cứ thế đi thôi? Con mặc áo ấm. À, con làm bài xong chưa? Xong rồi à? Ừ, nhưng mà đi là phải làm bài tập xong nha, để ngày mai còn đi học nha. Nhưng mà chiều nay chắc về sớm thôi, tầm cứ khoảng 5-6 giờ chiều là mình về tới đây. Ừ, đi, con lấy áo ấm ở đâu? Dạ, con lấy áo ống quần cha bà. À, ok. Thì bây giờ là đưa đưa chú cái mic nào, đưa chú cái này. Bây giờ là con lên lấy áo ấm đi rồi chú cho mình đi. Chào tất cả mọi người. Thì bây giờ là anh em của Trọng cùng với cả cái cậu bé này sẽ đi lên trên bệnh viện ở trên Đà Lạt để thăm cái chị này nhé cả nhà. Thì cái quãng đường di chuyển chắc tầm hơn 1 tiếng ở cả nhà. Nếu mà chạy từ từ là chắc tầm phải 1 tiếng rưỡi. Để Trọng hỏi cậu bé này là xem cậu bé có đói bụng không nhá. Cách ơi, rất xinh xinh đây, chú nói chuyện thế nào? Con có đói không? Dạ có. Đói nhiều không? Dạ có. Thế từ 1 tiếng rưỡi nữa mình ăn được không? Dạ. Mà có say xe không nhá? Con có nhớ mẹ không? Có. Nhớ nhiều không? Dạ có. Bây giờ chưa được lên thăm mẹ lần Dạ nào chưa. không? Cả nhà nghe bé nói chuyện thấy thương không cả nhà? Nhưng mà 1 tiếng rưỡi nữa thì mới tới lên tới chế rồi mình mới ăn cơm. Nhưng mà thôi để chú lấy xem đồ ăn vặt cái nào, để chú lấy cái đồ ăn vặt của chú hay hay ăn. Chú có cái này cay cay, đồ ăn vặt này con có ăn không? Đây này, có cái bánh này này con biết bánh đấy không? Cái này ăn vặt thôi, ăn cho đỡ đói thôi nhá. Xong rồi mình đi đi để tầm đi khoảng tầm nửa đường đi rồi chú dừng lại rồi chú cho mình ăn cơm nhá. Thì tại vì thằng bé nó đói bụng với cả nhà, mới đi học về luôn, mới đi học về chưa ăn cơm nên là bây giờ đi luôn rồi. Bây giờ Trọng cho bé ăn vặt bánh đi, xong rồi tí nữa được nửa đường rồi mấy chú cháu dừng lại rồi ăn cơm với cả nhà nhá. Thì mời cả nhà tiếp tục xem cái video này nhá. Bây giờ con ăn đi, con ăn xong đi rồi bắt đầu chú cháu mình chạy luôn, không có lại say xe để cho bé nó ăn. Thì chào cả nhà. Chào tất cả mọi người. Thì bây giờ là Trọng cùng với cả cậu bé này đã đi tới bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng rồi nha cả nhà, ở bệnh viện Đà Lạt. Thì bây giờ con có say xe không? Dạ không. Không say xe đúng không? Dạ. Có đói bụng không? Dạ có. Nào, không say xe nhìn thấy cười cái chú xem nào. Thì bây giờ là mấy chú cháu đang ở bệnh viện Đà Lạt rồi cả nhà, sau hơn 1 tiếng đồng hồ di chuyển. Em Kiệt thì đang đi mua cơm cả nhà, tại vì ở ngoài quán cơm đông người quá, thành ra là chú cháu muốn là đi ra chỗ cái gốc cây này để cho nó thoáng thoáng một tí cả nhà, để mình mua cơm ra ngoài này mình ăn. Em Kiệt thì đang đi mua cơm rồi. Bây giờ là mình ăn cơm xong rồi mình mới đi lên thăm mẹ của con nhá. Ăn cơm xong rồi bắt đầu là mới gọi cha của cậu bé này xuống đón mấy chú cháu lên nha cả nhà. Con có mong lên gặp mẹ không? Giờ mong gặp mẹ hơn hay là đói bụng hơn? Mong gặp mẹ hơn đúng không? Bây giờ đói bụng với cả gặp mẹ là con muốn cái nào trước?
Cùng mẹ. Ăn trước rồi gặp mẹ sau. Thì đợi chút xíu nhá. Chút xíu rồi chú Kiệt về rồi mình ăn xong rồi mình cùng đi nhá. Dạ. Thì bây giờ là hai chú cháu là đang đợi em Kiệt mua đồ ăn về nhá cả nhà. Thì nãy giờ hai chú cháu ngồi thì nhìn từ xa là thấy em Kiệt đang từ xa đi lại kìa cả nhà. Phải chú Kiệt không? Đúng chưa? Dạ. Thì em Kiệt là đang đi mua đồ ăn lại này cả nhà. Bây giờ là hai chú cháu ngồi đợi tầm 15 phút. Trọng thì ngồi trên này cùng với bé đợi em Kiệt đi mua đồ ăn về. Có cơm muốn mời anh? Không có cơm à? Không có cơm, đồ ăn họ làm 2-3 tiếng nữa mới xong, tại hết đồ ăn á. À. Giờ em mua mì ăn đỡ. Đang quay phim này Kiệt tháo nón ra chào khán giả đi em. Chào tất cả mọi người nha. Thì Kiệt đi mua cái gì đây cho anh xem nào? Đỡ ổ bánh mì với 3 chai nước. Thì con có ăn bánh mì được không? Có. Được đúng không? Đợi cơm lâu quá. Trong quán là hết à? Trong quán là còn cơm nhưng mà đồ ăn ta làm thêm á, đỡ lâu lắm. À, tại vì ở trên bệnh viện có thể là có nhiều người họ ăn á. Nhiều người ta đi thăm bệnh người ta ăn á. Đưa cho hai cách đi, đưa cho bé ăn trước đi, xong rồi lên thăm mẹ của bé. Đây được nào. Thì bây giờ là Trọng cùng với cả em Kiệt cùng với cả nhỏ bé này thì ăn một cái bữa trưa. Từ trưa tới giờ là chưa ăn luôn, sáng Trọng ăn sáng xong rồi Trọng chạy một mạch đi lên trên này luôn. Thì bé này thì cũng đi học về cái là chú cháu chạy một mạch lên trên này luôn. Thành ra là chưa có ăn trưa. Bây giờ cũng là đang là 2-3 giờ chiều rồi cả nhà. Bây giờ bắt đầu mới ăn nhá. Thì Trọng mời cả nhà cùng ăn bữa trưa cùng với anh em mình nhá. Bánh mì gì á? Bánh mì Hà Tương. Như thế nào? Ngon không cách? Ngon. Ngon không con? Dạ có. Chắc là rất là lâu rồi khán giả mới thấy một cái góc quay mà Trọng quay nó khác như thế này. Thường thường là em Kiệt quay nhưng mà bữa nay là Trọng vừa ăn phim vừa quay luôn. Cho cả nhà thấy luôn là những ngày bình thường anh em mình đi quay phim nó như thế nào. Thôi bây giờ Trọng không còn nói chuyện dài dòng nữa nhá. Anh em Trọng sẽ ăn hết đồ ăn này xong rồi anh em Trọng sẽ lên chuyến thăm mẹ của cậu bé này. Để cho cậu bé này còn gặp mẹ nữa. Chứ bây giờ là nôn lắm rồi. Chắc là cậu bé này nãy giờ mới cắn mà đã thấy hết nửa bánh mì rồi. Ngon không? Ngon. Ngon đúng không? Nhà, xem này cả nhà. Thôi chào cả nhà nhá. Bây giờ là Trọng với cả cậu bé này đi lên thăm mẹ của cậu bé. Trọng mới gọi điện cho bố của cậu bé xuống đón này cả nhà. Kia phải bố con không? Dạ. Thì cha của cậu bé là đã ra rồi nhé cả nhà. Hai cha con này. Chào anh. Anh Cương nhỉ? Dạ. Vợ nằm khu nào anh? Vợ nằm khoa 1B trên lầu. Còn đi lên trên lầu nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Nãy giờ thằng bé này nó nôn quá chỉ nôn này. Nhà nó điện miết rồi. Ba chú cháu là mới ăn xong đó, mới mua ổ bánh mì ăn xong. Dạ. Mà mua bánh mì cho nó ăn xong mà nó ăn nhanh lắm nha. Hỏi ăn nhanh làm gì, kêu ăn nhanh để lên còn kịp thăm mẹ. Vâng. Thế bây giờ tình hình vợ anh sao rồi? Tình hình thì so với lúc trước thì trong người thì bà nó cũng đỡ hơn xíu nhưng mà bà ăn thì bà bị hay mắc khói à. Bà mắc khói nhưng mà tình trạng còn cái đi lại thì chưa có chuyển khoa. Có thể là nằm khoa này xong rồi bác sĩ kêu là sợ rồi chuyển chua cái khoa vật lý trị liệu thì cái phục hồi chức năng thì có thể là tập đi cho bà. Bữa ở nhà mình chỉ cứ tưởng là chỉ có mỗi cái vấn đề là vật lý trị liệu thôi đúng không? Dạ, đúng rồi. Nhưng mà đi lên trên này thì thành ra mới biết được là có nhiều ấy đúng không? Đúng rồi. Nhiều bệnh. Đó em cũng không ngờ, đáng lẽ là em đi khám, em đang tính là đi khám để vật lý trị liệu cho bà. Ai ngờ khi mà vô khoa cấp cứu bác sĩ họ kêu là tụt huyết áp quá trời luôn, với lại tản kiệt sức luôn. Xong rồi bác sĩ chuyển vô cái khoa hồi sức nằm. Bây giờ là đang ở trên đấy. Bây giờ anh em mình đi lên thăm đi ha. Dạ. Hôm bữa đi anh đem đứa bé lên nhưng mà lấy thuốc xong rồi lại về à? Dạ đúng rồi, thằng nhỏ về trước. À. Mẹ nó thì nằm lại. Vâng. Bây giờ mình lên mình thăm. Cái đấy là khoa nội à hay khoa gì anh? Khoa nội A. Khoa nội A.
Thằng cu này nó kêu là nó nhớ mẹ lắm rồi. Luôn ở nhà nó điện miết kêu là bố khi nào được lên về thăm mẹ. Sức khỏe của chị có đỡ hơn nhiều không anh? Hiện tại thì chu khoa này cũng đỡ hơn xíu rồi so với trước, nhưng mà tình trạng ăn uống bà ăn thì cứ ăn cái gì cũng cơ là mắc khói. Anh đang cho ăn cháo à? Dạ, cháo trắng. Sao sao lại ăn cháo trắng? Tại vì không biết sao cái bà cứ ăn cháo thịt thì bà tôi ăn được chết rồi mắc khói, xong rồi mua cũng kêu ăn phở bò rồi ăn được một chút rồi là bỏ à. Dạ. Bây giờ lại gọi cháo trắng nữa, không biết chung là sao, ăn cái gì nó không vô hết. Cậu bé nhớ mẹ của cậu bé thì nãy giờ nói chuyện cùng với mẹ này cả nhà. Để Trọng nói chuyện cùng với chị xem sao. Em chào chị Thiêu nhá. Sức khỏe chị đỡ hơn chưa? Dạ đúng rồi. Mới chuyển qua phòng này à? Dạ. Đó, anh cho chị ăn đi. Này con qua đây ngồi với chú. Con qua đây ngồi với chú Trọng này. Mày nói chuyện gì với mẹ đây? Hả? Nói chuyện gì với mẹ, nói chú nghe xem nào. Con nói nhớ mẹ. Con nói nhớ mẹ á? Mẹ có nói là mẹ mau khỏe thì mẹ về nhà không? Con nói chưa? Nói rồi hả? Cháo trắng với cả muối hả anh? Dạ, cháo trắng với muối. Không cháo thịt được à? Cháo thịt. Cháo thịt được ăn thì bà kêu là ăn được 2-3 miếng bà cơm ói à. Vâng vậy bỏ xong rồi mua cháo trắng nữa. Nãy em gọi cho anh là anh đang cho ăn à? Dạ đúng rồi. Thế anh cho chị ăn đi, xong rồi mình nói chuyện tiếp. Dạ. Vậy là từ bữa tới giờ là chị chưa có đi vật lý trị liệu được cả nhà, thành ra là chắc là chị vẫn chưa có đi được. Trong phòng đang có rất là nhiều người á cả nhà, xung quanh là còn nhiều bệnh nhân khác nữa nên là Trọng không có nói chuyện lớn tiếng được. Cái cháo này mình mua à? Trong phòng có nhiều bệnh nhân á nên là Trọng không có nói chuyện lớn tiếng được nhé cả nhà. Với lại là trong bệnh viện thì họ cũng không có cho quay phim á, nên là Trọng chỉ quay một đoạn thôi, chút xíu nữa thì Trọng sẽ ra ngoài rồi Trọng với cả anh nói chuyện để tìm hiểu rõ hơn. Con nói chuyện cùng với mẹ đi. Con ra con kêu là mẹ ơi, mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe nha để còn về với con. Con nói chuyện với mẹ đi, xong rồi chú cho mình ra ngoài một tí. Ở nhà thì kêu là nhớ mẹ. Nhưng mà lên trên này thì lại ngại. Nôn lắm, cứ vậy kêu chị nó điện biết kêu là bố ơi kia ra được cho thăm mẹ. Tại vì hồi trước là tụi nằm trong khoa hồi sức đó. Dạ. Tại vì cái hồi sức là khoa sợ lây bệnh nên phải không được cho đi cô. Còn đây thì không này cũng dễ thì kêu. Hư mấy. Hư biết là hư. Hai cách bây giờ thế này nhá. Bây giờ con ở đây cùng bố mẹ luôn nhá. Chú đi về nhá. Ví dụ mà bây giờ mà cho con nghỉ ở đây cùng với mẹ, chừng nào mẹ về thì con về, con có chịu không? Hả? Không, con suy nghĩ thế nào con cứ nói như thế. Thế là đòi ở đây luôn đúng không? Nói đùa thôi, tí nữa con về phải đi học nữa. Thì mẹ ở đây thì chắc tầm 1-2 tuần nữa thì mẹ về thôi. Chừng nào mẹ khỏe, mẹ đi được thì mẹ về. Thế con có muốn mẹ đi được không? Lúc mẹ ở nhà là mẹ nằm một chỗ đúng không? Thế bây giờ mẹ đi viện, chừng nữa mẹ về là mẹ đi được, con có thích không? Nói nhớ mẹ thì nói chuyện với mẹ đi. Chắc nhiều khi
nhiều khi Trọng ở trong này á, thì Trọng với cả bố của bé ở trong này thì bé ngại. Chắc bây giờ Trọng với cả anh ra ngoài để cho bé có gì tâm sự với mẹ của bé thì bé tâm sự. Đi, em gọi anh ra ngoài. Con nói chuyện với mẹ đi nhá. Hai mẹ con tâm sự đi. Giờ Trọng ra ngoài cả nhà. Chào mọi người. Thì nãy giờ là Trọng với cả em Kiệt đưa cái cậu bé lên thăm mẹ của cậu bé rồi. Nhưng mà ở trong phòng bệnh nhá thì có nhiều người nên là cũng không có nói chuyện được nhiều cả nhà. Thành ra bây giờ là Trọng kêu chồng của chị đi ra ngoài này để anh em nói chuyện, hỏi thăm thêm tình hình của vợ của anh đó. Thế là bây giờ ở trên này là gần chục ngày rồi đúng không anh? Cái ngày mà em Mạnh Thường Quân bên em trao tiền cho anh á, xong là hôm sau mình đi luôn à? Dạ. Hôm sau đi là đang tính là đi vật lý trị liệu cho bà. Xong rồi lên khoa vô thẳng khoa cấp cứu, bác sĩ họ đo trong kia rồi họ đo rồi họ thấy họ kêu là bà bị tụt huyết áp. Tụt huyết áp với lại cạn kiệt sức, mà bà kêu là nếu mà không đi sớm là không biết chuyện gì xảy ra nữa. Thế là nằm bên cái phòng hồi sức là cả một tuần đúng không? Dạ đúng rồi. Mới được chuyển qua phòng này thôi. Dạ. Xong rồi nãy anh nói với em là bác sĩ nói là bây giờ là chị đang ở phòng này rồi, khi nào thì bắt đầu là sức khỏe của chị có thể vật lý trị liệu được nhỉ? Thì nãy sáng bác sĩ có qua khám, họ kêu là để coi tình hình bả vài ngày nữa, nếu mà thấy khỏe bả ổn hơn thì kêu họ cho bả chuyển qua phục hồi chức năng vật lý trị liệu. Nếu tùy, bây giờ là phải đợi vô sức khỏe của chị đấy thôi đúng không? Dạ. Khỏe lúc nào là người ta sẽ cho vật lý trị liệu ngay lúc đó. Đúng rồi. Vật lý trị liệu là ở trong bệnh viện mình luôn đúng không anh? Dạ đúng rồi, trong bệnh viện luôn. Tại vì lúc trước là vợ anh sanh ở đây rồi, cũng cái bệnh án của vợ anh chắc là họ biết rồi. Đúng rồi. Nên là bây giờ thì là họ cũng quen đúng không? Dạ. Bây giờ là ở trên này thì hai vợ chồng ăn uống thế nào? Thì bà thì tại vì nằm trong khoa hồi sức, bà thì cái bữa chính á, thì bên bệnh viện họ lo, tại vì đăng ký ăn trong đó rồi, tại vì họ cho thăm một ngày chỉ có 3 lần cho nên là thời gian thăm chỉ có 30 phút thôi. Đâm ra phải canh ở ngủ ngoài canh cho khoa, sau rồi cái giờ mà phụ thì cố gắng mua đồ cho bà rồi để đó sửa mua đồ rồi bác sĩ cho tự khắc cho họ uống trong. Ý là lúc đó là bị nặng quá đúng không? Dạ, đúng rồi. Thành ra là không cho mình thăm luôn, một ngày chỉ được 3 lần, một lần 30 phút. Ăn uống là mình mua lại và bác sĩ họ tự cho uống. Dạ. Nghe cũng nghiêm trọng ghê nhỉ. Sáng là em đi ngang qua, xong bắt đầu em mới ghé vào á, em thăm xem hai đứa nhỏ nó ở nhà thế nào. Thế là ba chị em nó ở nhà một mình à? Đúng rồi. Bà ngoại thì ở ngay bên cạnh, trách bà ngoại hay đi qua đi lại thăm nom các thứ đúng không? Đúng rồi. Bà ngoại đi qua đi lại thăm nom, chứ có mỗi hai chị em ở nhà thì cũng lo lắng đấy anh nhỉ? Tình hình này anh biết khi nào thì được xuất viện không? Chắc bây giờ chắc chưa biết đâu đúng không? Này thì chắc chưa biết đâu. Tại vì sức khỏe của bà mà, tại vì cái chân của bà bị liệt rồi cái tay thì cũng yếu, chắc nếu mà vô vật lý trị liệu cũng không thể đoán được một hai ba tuần hay là một tháng gì đó thì không biết. Rồi thì tình hình, tại vì em bữa giờ là từ cái ngày mà vợ của anh nằm viện á, em lên em trao tiền Mạnh Thường Quân á, là cũng cả chục ngày rồi á. Thế ra là các cô chú khán giả với Mạnh Thường Quân bên em cũng có nhiều cô chú hỏi là không biết là tình hình chị này sao rồi, liệu chị đấy có đi lại được hay không á. Nên là ngày hôm nay em mới lên em thăm để em cập nhật, em hỏi thăm anh để em cập nhật cho các cô chú khán giả bên em được biết á. Thì ngày hôm nay em lên thì em biết được cụ thể rồi. Thì tình hình của vợ anh sau này vài bữa nữa mà có tiến triển gì như thế nào thì anh gọi cho em hay. Dạ. Để em còn cập nhật chắc cho các cô chú khán giả của bên em biết. Dạ. Mà bữa giờ là mình có làm bảo hiểm các thứ đầy đủ cho chị mà đúng không? Dạ có. Như vậy thì đỡ tốn kém hơn đúng không anh? Dạ, đúng rồi. Với lại là bệnh viện Đà Lạt họ cũng nhận bệnh rồi, họ không có chuyển viện lên thì mình cũng mừng nhỉ. Dạ. Từ nhà anh lên trên này hết tiếng rưỡi, sáng chạy là hết tiếng rưỡi. Bữa hai vợ chồng lên đây đi bằng xe gì lên đây? Hôm
bữa lên bằng xe taxi. À, tại vì bà nặng rồi đúng không? Bà đi xe máy cũng được. Còn từ nhà lên đây có hết tiếng rưỡi thôi, nói chung là cũng xa nhưng mà không xa lắm nhỉ. Nhưng mà hai đứa bé của nhà anh nó chưa được lên thăm lần nào, nhưng mà cũng đâu có đâu, phải khi nào có người lên thăm thì mới cho bé đi cùng được chứ đúng không? Chứ hai chị em đâu có biết đi đâu. Đúng không anh? Dạ đúng rồi. Thì nói chung là cái video ngày hôm nay thì Trọng cập nhật sơ qua tình hình cho cả nhà xem là như vậy, để biết được tình hình của chị Ca Thêu, mẹ của cái cậu bé này. Thì nãy giờ là Trọng với cả chồng của chị trò chuyện là khán giả cũng nắm rõ được tình hình rồi nhá. Cậu bé thì nãy giờ đang ở trên đó nói chuyện cùng với mẹ. Chắc là cả gần chục ngày mà mẹ đi xa như vậy rồi, bữa nay cậu bé gặp là chắc là cậu bé mừng lắm. Lúc mà mới đi từ ngoài phòng bệnh vào là cậu bé này chạy ra là ôm mẹ luôn cả nhà. Thấy mắt rưng luôn. Nhưng mà lúc đó là Trọng chưa có kịp quay video cả nhà. Đến lúc bỏ được máy quay ra để chuẩn bị quay thì mất cái cảnh đó rồi. Chứ hồi nãy là thấy bé đi thấy mẹ phát bé chạy ra bé ôm mẹ là nhìn thấy tội lắm. Thấy rất là thương luôn. Thì trẻ con thì ai cũng vậy thôi. Mẹ đi vắng thì ai cũng phải nhớ đúng không anh? Thì vậy nhá anh Cương nhá. Thì tình hình là như vậy là được rồi. Bây giờ là chắc là em lên trên thì ngồi anh em mình ngồi tí nữa để cho đứa bé nó thăm mẹ một tí nữa, rồi em sẽ chở bé về để cho bé còn đi học các thứ nữa nhá. Rồi vợ của anh như thế nào thì anh cập nhật tình hình cho em hay nhá. Thì cảm ơn cả nhà đã xem cái video này nhá. Mời cả nhà tiếp tục theo dõi cái video này. Nãy giờ nói chuyện với mẹ nhiều chưa? Bây giờ nói gì với mẹ? Nhớ mẹ. Nói là nhớ mẹ đúng không? Thì nãy giờ Trọng với cả ba của cậu bé nói chuyện xong cả nửa tiếng nữa. Nhưng mà Trọng để cho cậu bé nói chuyện cùng với mẹ cậu bé lâu hơn một chút nữa. Thì bây giờ là cũng phải tới lúc đi về thôi cả nhà. Nãy giờ là lên để cho cậu bé này với cả mẹ của cậu bé này là nói chuyện cũng phải gần 2 tiếng đồng hồ rồi. Thì bây giờ là phải đi về để còn đi học nữa nha. Rồi mai mốt nếu mà chú có lên thăm thì chú lại cho con đi theo nhá. Dạ. Có muốn đi nữa không? Dạ có. Ừ. Bây giờ là Trọng sẽ kết thúc cái video này tại đây nha cả nhà. Hai chú cháu mình đi về. Ừ. Cảm ơn cả nhà đã xem cái video này của Trọng nhá. Một lần nữa thì Trọng xin nhắc lại là hiện tại bây giờ anh em Trọng đang hoạt động tại khu vực Tây Nguyên, cụ thể là tỉnh Lâm Đồng. Ở khu vực trên khán giả xem video của Trọng biết được ở những chỗ nào có những cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần đến sự giúp đỡ của nhóm của Trọng á, thì có thể liên hệ qua cho Trọng qua số điện thoại 0345 099 088. Trọng sẽ lên tới nơi Trọng thăm. Thì nếu mà hoàn cảnh thực sự khó khăn á, thì Trọng với cả Mạnh Thường Quân sẽ lên kế hoạch để giúp đỡ. Cảm ơn cả nhà đã xem video của Trọng. Nhớ bấm đăng ký kênh cũng như là like và chia sẻ video này cho Trọng. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Đi, chú cho mình đi về. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Mình là Trọng đây. Ngày hôm nay anh em Trọng mới đi rừng bắt ong về mọi người ạ. Bây giờ trên tay của Trọng đang cầm tổ ong rừng khổng lồ, ong rừng gốc 100%. Hàng năm cứ từ tháng 3 cho đến tháng 7 là Trọng với cả anh em ở trong làng sẽ rủ nhau lên trên rừng bắt ong để lấy mật. Thời gian sắp tới Trọng cũng sẽ đi bắt mật ong rừng về để bán. Nếu tất cả khán giả có nhu cầu sử dụng mật ong rừng nguyên chất thì có thể liên hệ cho Trọng để mua hàng qua số điện thoại 0345 099 088 hoặc 036 782 7841. Khán giả có thể liên hệ qua Zalo hoặc là Facebook của Trọng để mua mật ong rừng nhé. Khán giả nào muốn mua mật ong rừng nguyên chất thì có thể nhanh tay nhấc máy lên gọi cho Trọng để đặt hàng. Mật ong rừng chỉ có theo mùa, từ tháng 3 cho đến tháng 7, sau khoảng thời gian này thì sẽ rất khó để mà kiếm được mật ong rừng. Nên vì vậy khán giả muốn mua hàng hãy gọi cho Trọng để đặt hàng trước, rồi Trọng sẽ đi kiếm mật ong rừng về để bán cho tất cả khán giả. Đối với mật ong rừng Trọng bán thì hàng uy tín 100%, là mật ong rừng nguyên chất từ thiên nhiên, nên là tất cả khán giả mua hàng thì đều có thể yên tâm về chất lượng sản phẩm.